Chắc chắn rồi, đây là con loa giá rẻ bán chạy nhất trong thời gian vừa qua. Cùng HT Buy review xem nó có gì mà anh em lại chuộng đến như vậy. Đầu tiên là ở một con hàng chính hãng, giá rẻ như thế này nhưng lại được trang bị khung nhôm, không mối hàn và được sơn tĩnh điện 3 lớp. Và thực tế thì màu sơn ngoài đời của nó sẽ đẹp hơn trên video các bạn xem rất nhiều. Và thứ hai cực kỳ quan trọng đó chính là bộ chuyển động Shimano với 3 đĩa và 7 níp. Cả gạt đĩa và gạt níp đều là Shimano Tunity G. Chưa hết, đùi đĩa nhôm của Fascino siêu bền cho anh em. Và thứ ba là một con Rush giá rẻ nhưng lại được trang bị cả phanh đĩa trước và phanh đĩa sau. Và cụm phanh có cả phanh chính và phanh phụ, cực kỳ an toàn luôn anh em. Cặp bánh nhôm 2 lớp bản rộng 2,5cm, vừa cứng vừa bền. Giá mềm nhưng toàn đồ xịn anh em ạ. Lốp là lốp Kenda 700x32C, vừa dày vừa bám đường. Trời, đấy chứ. Hát thì bài chọn đúng không sai.